Ôi em sơn một bên mà bây giờ nó nằm bên nào? Vội vội vội. Có dù một tiếng sao? Mà được cái là diễn rất là nhiệt tình. Mà diễn hai người thì cũng như một mà. Dạ, không có gì khác hết. Mà trang điểm rồi cho quá trời vô. Mà cười là cười cái nhiệt tình đó thấy không? Dạ, em chỉ có nhiệt tình thôi chứ còn diễn em nhìn là em biết dở rồi. Nước ép trong biển Camilla từ tinh chất trong biển tự nhiên, thật sự khác biệt. Xin mời thí sinh kế tiếp Đặng Văn Thình. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Em xin kính chào hai anh giám khảo, chào anh Ngô Quốc Huy, chào tất cả khán giả chương trình quay ạ. Dạ, em tên là Đặng Văn Thìn, đến từ Đắk Lắk ạ. Anh đeo gì nhìn lạ mắt vậy ta? Cái đây ạ? Dạ không, cái đeo ở trên ạ. Này ạ? Dạ vâng. Cái này là cái sừng bò. Sừng muốn bò. Dạ. Vợ em nó đi mua cái đầu bò về nó nấu lẩu á, thế em lấy em đeo. Ồ. Dạ. Còn cái này là cái tù vàng. Vâng. Hôm Việt Nam đá với Indo rồi em đi cổ vũ á. Vâng. Dạ thắng. Anh đến từ đâu? Dạ em đến từ Đắk Lắk ạ. À, ở chỗ nào Đắk Lắk? Ở thị trấn Eka Đắk Lắk. Eka. Đúng rồi. Eka. Dạ. gần chỗ vợ anh. Đúng rồi. Mình từ đó xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi thi xong lại về. Dạ đúng rồi. Anh làm công việc gì? Dạ bình thường ở nhà em phụ vợ em bán nước, bán cà tắc ạ. Dạ. Còn rảnh thì em đi săn bắt rồi đăng lên YouTube á. Cho anh vậy gì? Kênh em là Tây Nguyên Đại Ngàn, cũng được 37 người đăng ký đó. Đại Ngàn. Đại Ngàn. Dạ. Wow. Được 37 không phải là con số nhỏ đâu. Dạ cũng nhiều. Sắp được nút vàng. Rồi xuống đây có đem đặc sản gì Tây Nguyên xuống không? Dạ có, em có rượu cần Tây Nguyên. Ở đây bán đầy. Không, cái này là đặc sản á, em đi đặt chứ còn ở đây nhiều khi là hàng kém chất lượng á. Không, cái này đây nhiều lắm. Không, cái này đúng rồi, ở Đắk Lắk luôn rồi. Này ở đây có bán luôn. Đó thì cái này là em mang từ Đắk Lắk xuống. À. Gọi là cái công mang đó mới là cái gọi là cái lòng mới là quý. Dạ còn cái này em tặng anh cho Thành cà phê. Dạ, cà phê ở Đắk Lắk. Làm thì ông biết ai thích ông cái làm gì. Ông biết thích cái gì ta. Tôi chỉ thích cà phê, tôi muốn rượu. Còn cái này thì em cho em gửi cái anh cái Colimen gì á. Colimen. Colimen. À vui nè, vui đó, láng vui đó. Cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn nghe. Dạ dạ. Phải lắm, tôi phải sưu tầm mấy này. Còn anh Ngô Huy, đây em có quà cho anh. Hả? Cái gì vậy? Anh có quà luôn hả? Dạ, vợ em nó gửi cho anh. Vợ em. À biết rồi. Cái sừng bò còn lại. Hôm qua anh nghĩ là vợ em nó rất là quý anh á. À. Mà hôm nay nó không có đi được, thế là nó xin em gửi cho anh. À rồi. Dạ. Là bắp. À rồi. Bắp là quê em. Wow. Tâm lý. Tôi để thí sinh nào tới tặng quà đi sâu lắm á. Ừ. Cảm ơn vợ ở nhà nha anh. Dạ dạ. Thôi bây giờ xa quá mà nó cũng đi cũng cực, ráng kiếm chút tiền mang về nha. Nha, dễ cười lắm, đang vui dễ cười. Sẵn sàng nha. Dạ sẵn sàng. Rồi, 60 giây thời gian bắt đầu. Vợ ơi, tao mới bắt được con thu này, mày đốt lửa lên nướng ăn đi. Sao ông lại bắt nó? Hôm nay tôi ăn chay mà. Thế giờ sao? Tháo đi hả? Ờ thôi kệ đi. Chấm xì dầu ăn cũng chắc cũng được á. Để tao đốt lửa. Chờ tao một tí. Có lửa chưa? Ồ sắp có rồi. Chờ từng tí nữa đi. Một tiếng sau. Có chưa? Ồ chưa có. Chờ đi. Chờ sắp có rồi. Một năm sau. Đã có chưa? Ồ. Chúc mừng hai chị. Làm gì vậy? Chị cũng dám làm. Thiệt, vậy cũng dám làm đó trời ơi. Không, lúc đầu em tính gọi cả vợ em đi. Là vợ em thi cái tiểu phẩm này. Mà đến phút cuối thì vợ em nó không đi được. Mắc mắc việc. Nhà bao việc đúng không? Dạ không, tại em đăng ký xong em rủ nó thi á.
thế là hai vợ chồng đêm nào cũng nằm suy nghĩ kịch bản, mà kịch bản thì chưa có, mà không hiểu sao mấy hôm đấy nó lại bỏ ăn, nó lại buồn nôn. Thế là đến cái lúc cuối em đi một mình. Là vợ của em bé hả? Dạ. Ồ, chúc mừng nha. Thế là đến lúc nó không đi được, nó phải nha. Đứa thứ mấy? Dạ, đứa thứ hai ạ. Chúc mừng nha. Mà anh cũng rất là kỹ, là tay phải thì anh sơn, mà tay trái anh sơn, tay trái là tay ảnh, tay phải là tay vợ, là lúc mà xoay ra đó. Dạ, chân em cũng sơn mà sơn vội quá nó lên lắm. Môi em sơn một bên mà bây giờ nó nằm bên nào. Vội thì vội. Coi dù một tiếng sao. Mà được cái là diễn rất là nhiệt tình. Mà diễn hai người thì cũng như một mà. Dạ, không có gì khác hết. Mà trang điểm rồi cho quá trời vô. Mà cười là cười cái nhiệt tình đó, hiểu không? Dạ, em chỉ có nhiệt tình thôi chứ còn diễn em nhìn là em biết dở rồi. Rồi, thi tiếp. Dạ thôi. Dạ thôi, em nghĩ thật đó. Đấy là em đi để gọi là vượt qua cái con người của mình á. Vượt qua chứ từ nhỏ giờ em làm cái việc gì nó cũng xui xẻo, nó không có thành công. Nên là em đến đây là em vượt qua chính mình, là có một ít quà gọi là mang về khao bạn bè rồi. Có tiền xe là được rồi. Không được chứ, thành công rồi đó, ít ra được vòng đầu tiên ha. Hơi tiếc ít quá. Dạ em biết mà. Dạ quá. Không, ít tiền quá không làm được cái gì hết. Dạ không, đối với em thấy là đủ rồi á. Quá đủ. Dạ em được được lên TV, được gặp hai thần tượng, rồi còn được nó ra được nhiều thứ đó. Sao thi dùm nó đi. Dạ có, nhưng mà chắc em nghĩ là không cười. Không cười vẫn lấy được 2 triệu đó, ưu ái đó. Dạ em thi tiếp cái lúc nãy. Sau một năm sau nha. Dạ đúng rồi, sau một năm sau anh bấm nhá. Rồi ok, bắt đầu sao bấm, xin mời. Ôi, tao bắt được con Thu rồi, mày đốt lửa lên nướng ăn đi. Sao mày lại bắt nó, hôm nay làm tao anh chay mà. Giờ sao, thả đi hả? Thôi kệ nó, tao chấm xì dầu ăn cũng được, để tao đốt lửa. Có lửa chưa? Chưa, chờ tao một tí, sắp có rồi. Một năm sau. Đã có chưa? Ồ, vẫn chưa có. Để tao chờ tao một tí nữa, sắp có rồi. Gần có rồi. 10 năm sau. Vẫn chưa có hả? Sắp có rồi, chờ tao một tí nữa đi. Chồng ơi, dậy đi, chờ dập lửa, cháy nhà rồi. Hả? Cháy nhà rồi hả? Dập lửa đi, dập lửa đi. Cháy nhà rồi, dập đi. Mày dập lửa đi. Dập đi. Mày dập lửa đi. Còn chưa tắt, dập tiếp đi. Dập lửa đi. Dập tiếp đi. Tắt đi, tắt chưa? Chưa tắt, dập tiếp đi. Dập lửa đi. Hết thời gian rồi. Cảm ơn tiết mục diễn tặng vừa rồi, cũng dễ thương, cũng vui, mặc dù nó chưa có cười lắm. Rồi, bạn nhận được 2 triệu ha. Cảm ơn bạn đến với chương trình. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với đêm gala của Thách Thức Danh Hài mùa 6. Ôi trời ơi, mà video quay gì mà chán thế. Mà con ơi, bảo nó là mỗi lần quay video thì chỉ quay 2 cái cánh tay thôi, chứ mà quay cả người như thế này thì người nó siêu to khổng lồ, nên nó phản cảm thì các cháu nó không xem đâu. Làm gì đây vậy? Không có người này. Từ trước tới giờ anh giả vờ yêu với em đúng không? Xin I feel your love, you were my number one love. Xin đừng nhanh như chớp, yêu rồi gọi thật đi. Đón xem tập 13, Thách Thức Danh Hài mùa 6, phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 1 tháng 1 năm 2020 trên HTV7.